Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lugulai Vlog. Và bây giờ mình mới tập đưa ra xong rồi đi vòng vòng cho các bạn xem ha. Ở là những vị tháp ba này các bạn, nè tháp ba thì nó hơi mắc nha. Đây giờ viết cái hàng này bán sao? Ở đây có nhiều cái cũng đẹp lắm các bạn. Mình thấy cái quần á, nhìn cũng đẹp. 290 mắt luôn ta. Đó. Cái quần jean nó nhìn rất đẹp ha. Đó. Quần jean. Còn ở phía này là cái quầy cái giỏ xách cỡ. Mấy cái túi rồi nè. Cái này là của hàng mình thấy là tới 800 mấy nghìn. Cái đồ này nhìn đẹp ghê chứ. Đây những này phối đúng phong cách luôn Hàn Quốc. Johnson ở phía này là đồ nam với lại mấy cái đồ tập thể dục các bạn, tập gôn rồi đó. Đây mấy cái đồ tập thể dục đây, nguyên một bộ luôn, nhìn rất là đã ha. Đây mấy cái đồ tập thể dục này đã rồi chứ. Đây mấy cái ghế ngồi tao bán, tao bán rồi cho ngồi thử thôi. Rất là nhiều ở đây ha. Người ta cũng kêu mình ngồi lúc mình không có ngồi. Rồi qua phía này cho các bạn xem cái chỗ này. Đó đằng sau là chỗ bán quần áo tập gôn á. Đó nhìn rất là đẹp các bạn. Rồi cái chỗ này mình rất là thích nè các bạn, đi ngang qua riết luôn á đó. Đó nhìn đã không. Đó nhìn rất là đẹp nha. Rồi ngay này là phía đó cái ghế người ta ngồi nè. Đó bây giờ thì mình đi ra ngoài kia ha. Đúng là mùa lạnh có khác nè. Mùa lạnh người ta đang ký, người ta chung những cái đồ đồ lạnh đâu á, những cái đồ áo ấm đâu các bạn. Rất là đẹp.
Ok, và bây giờ mình đi ra ngoài nè. Thì mấy cái chỗ này là bữa mình được có giới thiệu các bạn rồi á nha, nhưng mà cái chỗ này thấy người ta đang tập thể dục á. Vũng Tàu vậy các bạn. Đó. Rồi đi qua đây kiếm chỗ nào ngồi đi ha. Đó, nhìn rất là mát. Đó, đây là cái bãi bãi đậu xe du lịch đó các bạn. Đó. Đây xe du lịch là tút tút đằng kia. Rồi phía này nữa rất là nhiều ha. Ok, và bây giờ và bây giờ mình sẽ đi qua đây ngồi rồi nói chuyện với các bạn. Ok, và mình sẽ ngừng cái video này ha, và mình sẽ qua cái video tiếp liền luôn. Ok, see you later and remember watch another video, my video. Ok, see you later.